Họ của Kano chứa chữ Hán cho hạt dẻ, hoa và mùa thu. Kano quyết định họ của mình, nhưng Aoi Kazanki muốn có một người em gái nên cô đã quyết liệt ép Kano để cô bé chọn lại họ. Sinh nhật của Kano được quyết định là ngày 19 tháng 5. Đó là ngày Kane và Shinobu nhận nuôi cô. Vì sinh nhật thực sự của cô không ai biết cả, ngay cả tên cô cha mẹ cũng không thèm đặt. Sở thích chính của Kano là thổi bong bóng xà phòng. Cô cũng thích mua đồ ngọt và phụ kiện bằng tiền túi của mình cho mọi người tại biệt thự bướm, vuốt chân mèo và giúp nấu ăn. Kano là người kế vị duy nhất được xác nhận trong truyện. Thức uống yêu thích của Kano là Ramune và cô ấy thích tất cả món ăn của Aoi. Theo Goto, Kano đã giết quỷ từ nhỏ. Kano dần dần đã có thể bộc lộ cảm xúc và cởi mở hơn xưa, như khi cô khóc và thể hiện đa sắc thái khi nhìn thấy Tanjiro hồi phục sau chấn thương. Rồi chúng ta thấy cô ấy thể hiện sự sốc cùng đau khổ khi biết chiến thuật của Shinobu là muốn hy sinh bản thân mình. Trong trận chiến với Duma, Kano có niềm vui tàn bạo không thể chối cãi. Kano bắt đầu khẩu nghiệp nói như chưa từng được nói, nói cho tắt nắng gió ngừng, nói cho người chết sống lại. Lời lẽ xúc phạm tới mức một kẻ vô cảm bẩm sinh như Duma cũng bắt đầu trở nên trầm cảm. Cô đã khóc sau cái chết của Shinobu và bày tỏ rằng cô muốn cùng về nhà với chị của mình. Kano giờ đây cũng đã được nhìn thấy là thể hiện một ý thức lớn hơn về tình bạn. Cô ấy thể hiện sự giận dữ vô cùng trước những lời chế nhạo của Duma, xúc phạm anh ta nặng nề và bảo anh hãy câm miệng cái mồm đi. Sau đó, trong trận chiến cuối cùng chống lại vua danh Kibutsuji, Kano đã được chứng minh ra hoàn toàn lấy lại khả năng thể hiện đúng cảm xúc của mình. Ngay cả khi trận chiến kết thúc, cô vẫn tiếp tục thể hiện cảm xúc, chứng tỏ rằng mình thực sự yêu thương đồng đội. Khi Kano được xuất hiện lần đầu tiên, cô là một cô bé dơ dãy, đói ăn, thiếu quyết đoán cùng trầm tính. Vì cô bé lệ thuộc khá nhiều vào người khác, Kanae đã đưa cô một đồng xu tung sắp ngửa để tự quyết định nên đi theo con đường nào khi cô không biết phải làm gì. Cho đến khi nhìn thấy những gì bọn quỷ sứ đã làm, Kanao đã nảy sinh lòng căm thù mạnh mẽ chống lại quỷ trực tiếp từ ý chí của cô. Vào khoảng thời gian giữa cái chết của Kanae và giai đoạn đào tạo trụ cột, cô đã hồi phục nhẹ cái tính cách đó, nhưng vẫn phải dựa vào đồng xu của mình. Khi Tanjiro đến gần cô để chào tạm biệt, cô bé đã mỉm cười, mỉm mỉm với khuôn mặt rất chi dễ thương. Rốt cuộc vẫn phải dùng đến đồng xu thần thánh. À ha, mặt ngửa, chào thằng này một câu cũng được, còn mặt úp thì thôi im luôn kệ mẹ nó. Cô đã nhắc lời tạm biệt đến 50 lần sau khi thằng Tanjiro lì lì cái mặt, cứ lầy hỏi này hỏi nọ mà không chịu đi. Tuy nhiên, đẹp trai không bằng trai mặt, cuối cùng Tanjiro đã bắt đầu đưa cô ra khỏi vỏ bọc của mình. Anh ta cũng đã thảy đồng xu để quyết định rằng cô bé phải có quyết định của riêng mình theo ý cá nhân của Tanjiro. Kano là người kế vị trụ cột và đã được cả hai chị em Kocho huấn luyện về nghệ thuật chiến đấu cộng với các yếu tố thích hợp của cơ thể cô bé, đã sở hữu những kỹ năng và năng lực siêu phàm. Tanjiro trong lần gặp gỡ đầu tiên của họ thậm chí đã nói rằng cô là người gần giống với trụ cột nhất chỉ bằng cách hít mùi hương của cô và hít được cả kỹ năng của cô. Điều đó càng khẳng định kỹ năng của cô. Sau này cưới về thì hắn ta có thể hít cô cả ngày. Thượng huyền nhị Duma trầm trồ về điều này và hắn nhận xét rằng nhờ kỹ năng này Kano có thể xịn hơn cả crush của hắn ta, Shinobu. Khả năng này được tăng cường hiệu ứng với kỹ thuật hoa thở cuối cùng, bỉ ngạn chu nhãn. Theo ghi nhận của những người khác trong biệt thự bướm, Kano đã hoàn toàn làm chủ khả năng duy trì sự tập trung liên tục trong việc sử dụng hơi thở của mình và có thể làm chủ khả năng duy trì sự tập trung hoàn toàn trong hơn 24 giờ. Kano lúc bé sống một cuộc đời nghèo đói, thường xuyên bị bạo hành gia đình. Cha mẹ cô đã vô cùng ngược đãi cô và anh chị em của cô, đánh đập họ và nhấn chìm họ vào bể nước. Nếu mấy đứa nhỏ khóc hoặc phát ra âm thanh đau đớn sẽ tiếp tục bị ăn đòn nặng hơn. Một số thằng anh của cô đã bị đá vào chỗ hiểm cho tới chết. Vì vậy, Kano sợ quá đến nỗi không thể bộc lộ được cảm xúc sau này. Khi cô bị dẫn đi, buộc quanh thắt lưng bằng một sợi dây do người mua của cô giữ, họ đã bị chị em nhà cô Cho tiếp cận. Sau khi xác nhận cô bé là nô lệ, Shinobu ném một đống tiền lẻ lên không trung để đánh lạc hướng ông ta. Khi ông ta còn đang ngạc nhiên chưa kịp định hình, cô giật lấy sợi dây thần và hai chị em kéo con bé nhỏ trốn thoát đến biệt thự bướm. Vì Kano không thể làm bất kỳ việc nhà hay điều dưỡng tại biệt thự bướm như Aoi hay những người khác, cô đã tự ý tham gia cuộc tuyển chọn cuối cùng. Sau khi Kane bị Duma giết chết, Kano đã ở mộ của cô cùng với các thành viên còn lại của trang viên hồi điệp. Mặc dù cô ấy đã run rẩy và toát mồ hôi về việc mình không thể khóc thương cho người chị, nhưng không sao, không ai quan tâm đến điều đó cả. Hơi thở hoa. Đây là một kiểu hơi thở bắt nguồn từ hơi thở nước. Cô được dạy bởi Kanae, hoa chủ của sát quỷ đoàn. Kỹ năng kiếm thuật này của cô sau đó được phát triển thêm bởi Shinobu, cựu trùng trụ.
Thức thứ hai, Ngự Ảnh Mai. Thức thứ tư, Hồng Hoa Y. Thức thứ năm, Đồ Thực Dược. Thức thứ sáu, Hoa Đào. Thức cuối cùng, Bỉ Ngạn Chu Nhãn. Một kỹ thuật ở cấp độ cao giúp tăng thị lực của người sử dụng lên mức tối đa. Khi trong trạng thái này, Kano có thể nhìn thấu mọi chuyển động của đối phương và tất cả mọi chuyển động của thế giới bên ngoài đều chậm lại trong mắt Kano. Tùy vào thời gian sử dụng chiêu thức có thể bị mù một mắt hoặc là cả hai.